Tôi chỉ là một loài chim di cư tên hạc trắng, một loài chim tuổi thọ cao có thể sống tới gần 40 năm. Mỗi mùa xuân, chúng tôi chọn một vùng đất khí hậu ôn hòa làm chỗ dừng chân tạm thời. Đến mùa đông, chúng tôi sẽ vượt qua nửa bán cầu từ phương Bắc di cư về phương Nam ấm áp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thị trấn này là có sông, có núi, người dân rất nhiệt tình, còn chuẩn bị cá tươi cho chúng tôi. Lần đầu gặp ông là ngày tôi tình cờ đậu xuống mái nhà ông. Từ xa, ông lái chiếc xe kiểu cũ màu lam nhạt đi tới. Ông đeo kính lão bằng bạc, tóc hoa râm, bên dưới lớp áo khoác vải dệt kim màu đá vôi là một cái bụng hơi phát tướng. Vừa nhìn thấy ông, tôi cảm thấy ông là một ông lão đáng yêu, cho tới khi ông bế Mariana từ ghế lái phụ xuống. Chỉ một cái nhìn, tôi bỗng không thể nghĩ ra từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Nàng là hạc trắng bị gãy một cánh. Cánh nàng có một nhúm lông vũ hình hoa mai, màu đen rất xinh. Con gái lúc nào cũng thích giả vờ e thẹn. Lúc đầu, nàng không cho tôi tới gần tổ của nàng. Đợi tôi hát hò, làm mặt xấu chọc cười một hồi, nàng mới đồng ý cho tôi tới gần nàng mấy cm. Mariana nói tên nàng là do ông đặt, theo tên nữ chính của một phim điện ảnh mà ông yêu thích nhất. Ông sống một mình nhiều năm, bức ảnh duy nhất trong phòng là ảnh một cô gái trẻ đầu quấn khăn. 8 năm trước, cánh Mariana bị súng sắt bắn trúng, may được ông đưa về nhà chăm sóc. Tuy giữ được tính mạng nhưng không thể cất cánh bay lần nữa. Vì vậy, đến mùa đông, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đồng loại theo đàn bay về phương Nam. Nàng mất bạn bè, trở thành hạt cô độc. Như thể đọc được tâm tư nàng, ông dựng tổ cho nàng trên nóc nhà và trên xà nhà. Mùa hè để nàng yên tâm sống ngoài trời, đến mùa đông lạnh giá thì ông đưa nàng vào trong phòng để sưởi ấm. Ông dùng một chiếc máy quay ghi lại tình hình hồi phục sức khỏe của nàng. Lúc rảnh rỗi lái xe đưa nàng đi hóng gió. Có sự bảo vệ của ông, vết thương trong tim nàng cũng đã lành lại. Tôi không ngờ trên đời này lại có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ như vậy. Nói đến chủ đề gì, nàng cũng có thể đáp lại một cách duyên dáng và đúng mực. Những lời nàng không nói tôi cũng hiểu được. Tôi đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ dám chắc chắn rằng nàng chính là người số phận đã định cho tôi như vậy. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình, cũng nhanh chóng bị ông phát hiện. Lúc đầu, ông suốt ngày đuổi tôi đi, có vẻ nàng giống chủ. Dù gì trong tôi cũng rất bảnh trai, sao trong mắt hai người tôi lại giống thổ phỉ chiếm tổ người khác thế nhỉ? Sau khi cắn hỏng 3 cái chổi, mổ gãy 2 cái thang của ông đã thỏa hiệp đồng ý cho tôi ở lại. Nàng là một nàng hạc kín đáo, có yêu cũng không bày tỏ. Thấy nàng không tiện đi lại, tôi bèn ra cái ao gần đó bắt cá cho nàng. Thế là ông nhận ra mối quan hệ của chúng tôi. Ông mỉm cười dịu dàng như một người bố hiền từ. Tự do yêu đương vạn tuế, ông mở rộng tổ cho chúng tôi, còn đặt tên cho tôi là Đại Khê. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi nhanh chóng có con. Thương tình tôi bắt cá vất vả, ông làm một cái làng để cá vào trong đó cho chúng tôi, còn dùng máy quay ghi lại quá trình trưởng thành của các con, dựng thành phim tài liệu, mời người dân trong thị trấn tới nhà xem. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm tới chúng tôi, cho tới khi mùa hạ và mùa thu trôi qua trong chớp mắt, các con của tôi lớn lên, lần lượt rời xa gia đình, có cuộc sống riêng của mình, chỉ còn lại tôi và nàng sống nương tựa vào nhau. Tôi đã hiểu ra từ lâu rằng đời người đừng tính toán quá nhiều, người đến người đi, đây là quá trình mọi loài vật đều phải trải qua. Cây có vòng tuổi, người có nếp nhăn, giữa lần đầu gặp gỡ và lần cuối cùng từ biệt, mọi thu hoạch và nuối tiếc chỉ còn lại có một mình biết. Đang suy ngẫm về những điều vô thường này, thời tiết đột nhiên trở lạnh. Một ngày nọ, ông trèo thang lên nhìn chúng tôi với vẻ buồn bã. Lúc đó tôi không hiểu sự bất an của ông, cho tới khi đồng loại ở khắp thị trấn đều bay lên trời, tôi mới biết cuối cùng chúng tôi vẫn không giống con người, chúng tôi còn phải đối diện với bản năng di cư. Không thể chống lại được từ trường đó, nhất định phải đi.
khi nàng ở bên, nàng là cả thế giới. Khi nàng không ở bên, cả thế giới đều là nàng. Tôi đếm ngược từng ngày ở phương Nam, nhìn đụng tuyết cuối cùng trên núi tan chảy, đợi bông hoa đầu tiên trong thung lũng. Hễ có dấu hiệu nào hoa sắp nở là tôi tung cánh bay về hướng tôi bay đến. Trên đường đi, bài hát tôi nghe nhiều nhất là Vượt đèo vượt núi vì nàng, nhưng không có tâm trí nào ngắm phong cảnh. Quãng đường hơn 6.000 cây số, vượt qua đại lục và nửa trái đất. Từ xa tôi đã nhìn thấy nàng trên mái nhà. Tôi cố tình không bay thẳng về phía nàng, mà gắp một con cá nàng thích nhất trong cái giỏ bên cạnh là món quà trùng phùng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nàng không hề tỏ ra mừng rỡ mà lại đập chiếc cánh còn lại đuổi tôi ra khỏi lãnh địa của nàng như lần đầu gặp gỡ. Nàng đã quên tôi rồi, không phải loài hạt trắng chúng tôi trí nhớ kém, mà là do di chứng của lần thập tử nhất sinh đó, trí nhớ của nàng chỉ giữ được một năm. Tôi lượn vòng vòng trên bầu trời như phát điên, người toát mồ hôi. Sau khi nỗi đau vơi đi, tôi cất cao tiếng hát, làm mặt xấu, tự bức lông mình chọc nàng cười. Nếu chúng tôi trở nên xa lạ, tôi sẽ làm quen nàng lại từ đầu. Nàng nhanh chóng yêu tôi lần nữa. Ông bám trên chiếc thang quan sát tôi rất lâu, cho tới khi tôi và nàng tựa đầu vào nhau tạo thành hình trái tim, ông mới che miệng hát lớn, Đại Khê trở về rồi. Rất nhiều năm sau đó, tôi diễn đi diễn lại một câu chuyện giống nhau. Mỗi cuối thu cùng đàn chim cuối cùng rời khỏi thị trấn bay về phương Nam. Tháng 3 năm sau lại cùng đàn chim đầu tiên quay trở lại. Ở phía gia đình, có hai người khiến tôi nhung nhớ. Một người là ông, hai là người tôi yêu. Thật ra tôi chưa bao giờ kể với ông quá trình này. Thời tiết khốc liệt và đêm tối lạnh giá trên đường đi là chuyện bình thường, bởi đi muộn về sớm, không thể nhập đàn, thường gặp thiên địch nên nửa quãng đường còn lại lúc nào tôi cũng bị thương. Năm thứ hai rời xa nàng, tôi bị lạc đàn. Năm đó bài hát tôi nghe là Khi em ở đầu bên kia sông núi, anh cô độc trên con đường không có điểm dừng. Từng có đồng bạn hỏi tôi tại sao phải liều mạng vì một mối quan hệ không có thể coi là tình yêu. Tôi đã từng thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Sau đó tôi nghĩ, dù nàng có yêu tôi hay không, tôi cũng đã yêu nàng rồi. Nàng yêu hay không yêu hình như không liên quan tới tôi. Dù nàng không biết mỗi năm đều có một người đàn ông sẽ liều mạng bay về phía nàng, nhưng trái tim nàng sẽ biết, yêu là sự an ủi trong tâm hồn, chứ không phải một mối quan hệ trên danh nghĩa. Câu chuyện của chúng tôi nhanh chóng lan truyền khắp thế giới bên ngoài thị trấn. Hằng năm đều có người tốt bụng chuẩn bị đủ các loại cá đợi tôi vượt qua ngàn dặm đường xa trở về, giống như bậc phụ huynh chờ con mình thi đậu đại học ở cổng trường. Đa số con người về bản chất đều lương thiện giống ông, nhưng cứ thích dùng tiền bạc đo lường tình cảm, dùng lợi ích trao đổi quan hệ, quên mất rằng người chịu dành thời gian cho bạn mới là người đáng được trân trọng nhất. Mỗi 365 ngày, chúng tôi lại trải qua cả một mùa yêu xa. Thêm thời gian tôi đi đi về về, gần như chia cách nửa năm trời, nhưng tôi vẫn kiên trì được 16 năm, dù mỗi năm phải vượt qua hai nửa bán cầu, bay 13.000 cây số. Yêu xa và chứng mất trí nhớ đều không phải là trở ngại đối với tôi. Tôi chỉ biết có một nàng hạt rất tốt đang đợi tôi. Cô ấy nhất định sẽ yêu tôi. Tôi không cho phép người đàn ông khác ở bên cô ấy. Nếu có người chạy nhanh hơn tôi sẽ ngán chân hắn. Gặp được người thích hợp không khó, khó là gặp được người khiến bạn rung động. Thích hợp giống như không thể có được người tốt nhất, đành chọn tạm người ít tốt hơn. Còn rung động là bắt nguồn từ sự tình cờ thiên thời địa lợi. Ngày hôm đó trời xanh mây trắng, gió thổi qua tai. Chúng ta đều quá yêu bản thân, cho nên khi yêu người khác rất thận trọng dè dặt. Cuộc đời này vốn dài, còn dài hơn một vòng trái đất. Chúng ta có thể nghĩ đủ cách chạy mấy vòng trái đất, nhưng không dễ gì gặp được người có tâm hồn đồng điệu với mình. Mỗi lần nghĩ tới việc sắp được nói anh yêu em với nàng, tôi lại có dũng khí cất cánh. Tính theo cách tính của con người, tôi đã già, nên trong trận bão tuyết năm nay, tôi không nhìn rõ ngọn núi tuyết cao lớn trước mặt, bị va vào tim, không thể bay lên được nữa. Tôi được đưa vào một cái hang ở sườn núi, mắt rưng lệ nhìn về phương Bắc. Mấy hôm đó đêm nào tôi cũng nằm mơ, trong mơ hiện lên cảnh tượng lần đầu tới nhà ông. Nhìn thấy ông lái chiếc xe cũ chở nàng về, tôi muốn ở mãi trong mơ. Nhưng tôi là một chú hạc trắng mạnh mẽ, không phải loài đà điểu vùi đầu vào cát.
không thể vì niềm vui nhất thời mà trốn tránh vấn đề nhất định phải đối mặt. Còn nhớ đến người bạn tôi nhắc ở phía trên không? Anh ta gần bằng tuổi tôi, bảnh trai sáng sủa bằng khoảng 90% tôi, từ nhỏ lớn lên cùng tôi, rất đáng tin cậy. Có những câu chuyện dù người không còn nhưng tình cảm nhất định phải còn, bởi vì nàng còn đang đợi tôi. Tôi sẽ bảo anh ta tìm cá trong chiếc giỏ bên cạnh, hát cho nàng nghe, làm mặt xấu với nàng. Tôi tính toán có lẽ anh ta sẽ đến sớm một tuần. Nếu có hàng xóm nghi ngờ, ông sẽ nói không nhầm đâu, chỉ có đại khay mới biết chỗ để cá. Prom, mỗi chú hạt trắng đều là đại khay. Tác giả Trương Hạo Thần.